Thu Thủy chính thức công khai bạn trai mới và cách xưng hô khiến ai cũng ngỡ ngàng. Chuyện tình 17 năm đứt gánh giữa đường, Thu Thủy comeback làng giải trí và có nhiều hoạt động sôi nổi. Kể từ khi tái xuất làng giải trí, bà mẹ một con gây chú ý với ngoại hình ngày càng khác lạ. Bên cạnh vấn đề nhan sắc, chuyện tình cảm của nữ ca sĩ cũng được người hâm mộ quan tâm. Cách đây không lâu, trên mạng xã hội lan truyền thông tin Thu Thủy có người mới sau cuộc hôn nhân tan vỡ. Nguyên nhân xuất phát từ tấm hình người đàn ông lạ mặt ngồi bên cạnh Thu Thủy và con trai cô trong ngày sinh nhật. Chưa hết, chiếc bánh kem nổi bật với dòng chữ yêu bà xã cũng được dân mạng bóc phốt. Loạt bằng chứng tình bể bình của cặp đôi trong hậu trường đám cưới Ưng Hạnh Phúc, Kim Cương được công khai, phần nào khẳng định mối quan hệ trên mức bình thường của Thu Thủy và người đàn ông này. Tuy nhiên, trong bài phỏng vấn mới đây, Thu Thủy bất ngờ phủ nhận việc có người yêu mới và khẳng định đó là quan hệ bạn bè thân thiết. Đồng thời, nữ ca sĩ tiết lộ tiêu chí chọn bạn trai là người đàn ông chiếm được tình yêu của cô và dành cả tình thương của con trai. Vừa phủ nhận có bạn trai mới, vậy mà vào ngày Valentine vừa qua, Thu Thủy lại gây bất ngờ khi đăng dòng trạng thái hạnh phúc. Cảm ơn anh vì tất cả. Đính kèm status là hình ảnh tay đăng tay cùng một người đàn ông giấu mặt. Chưa hết, trên Instagram của người đàn ông được cho là bạn trai mới của nữ ca sĩ cũng chia sẻ bức ảnh tình bể bình bên cạnh cô gái giấu mặt. Người này cũng dành những lời lẽ yêu thương khi gọi nữ chính là bà xã. Happy Valentine Day, chúc mừng ngày lễ tình nhân của chúng mình. À mà không, vì tất cả những ngày mình bên nhau đều là ngày lễ tình nhân với anh cả. Chúc cho tình yêu của chúng mình mãi mãi bình yên và hạnh phúc như thế. Dù người tình tin đồn của Thu Thủy đã dùng phần mềm chụp ảnh làm mờ một phần gương mặt của cô gái, nhưng cách che cũng như không của anh khiến ai nhìn qua cũng biết đó là Thu Thủy. Rất nhanh, fan của nữ ca sĩ ồ ạt gửi lời chúc mừng thần tượng đã tìm được bến đỗ bình yên sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Họ cũng đồng thời bày tỏ hy vọng cô và bạn trai sớm về chung một nhà. Ảnh cưới của Tú Dưa và Thúy Hiền bị vứt trên vỉa hè gây xôn xao, ngỡ ngàng khi biết được sự thật. Thúy Hiền và Tú Dưa đã từng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc kéo dài khoảng 4 năm. Trong thời gian đó, Thúy Hiền luôn một lòng yêu thương chồng con, thậm chí còn chăm sóc cho cả con riêng của Tú Dưa. Bởi vậy, Tú Dưa từng cảm thấy hối hận vì sự thiếu chín chắn, tính hiếu thắng của anh đã khiến gia đình hạnh phúc bị đổ vỡ. Hiện tại, cựu thành viên Quả Dưa Hấu đang hạnh phúc bên bà xã, ca sĩ Lam Trang. Nữ hoàng Wushu cũng đã tìm được tình yêu mới sau khi chia tay bạn trai kém tuổi. Mới đây, dư luận không khỏi ngạc nhiên khi cuốn album ảnh cưới năm xưa của Tú Dưa và Thúy Hiền bị vứt lăn lóc ở gốc cây bên lề đường. Hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội và được mọi người chia sẻ, bàn tán xôn xao. Không ít người mong muốn đó chỉ là một sự hiểu lầm, nhưng đến khi zoom kỹ thì ai cũng nhận ra cặp đôi là nhân vật chính. Nhiều cư dân mạng thắc mắc không hiểu vì sao album cưới của Tú Dưa, Thúy Hiền lại lưu lạc ở nơi gốc cây. Trước sự việc này, Tú Dưa đã lên tiếng trên trang cá nhân, phủ nhận việc mình là người đã vứt những bức ảnh. 13 năm trước, 2006, tôi và Hiền, khi không thể tiếp tục sống cùng nhau, đã thống nhất dừng lại mọi chuyện, thì tôi là người ra đi, mang theo tất cả những tấm ảnh của tôi và của tôi với Hiền. Một cái máy tính và con gái lớn. Khi đó hai bố con tôi về ở trong nhà cho cha mẹ tôi, ở 50 Tràng Thi, và tất cả những hình ảnh này để lại đó. Ở một thời gian thì tôi bôn ba khắp nơi, tôi không thể đi đâu cũng mang theo những tấm hình được, và gửi lại đó vài năm thì ẩm mốc, ngập nước, đã phá hỏng tất cả những tấm hình kỷ niệm của tôi. Từ những cái tôi còn bé với bố mẹ, tôi cũng không giữ được cái nào. Mẹ hàng báo cho tôi là tất cả các ảnh đã hỏng và phải bỏ đi vì đã quá chật chội và sửa sang lại nhà cửa. Sáng nay tôi giật mình khi thấy lại những bức hình nó gần như nguyên vẹn và lại được dựng vào gốc cây ngay ngắn để chụp lại. Tôi có rất nhiều bộ ảnh cưới thời đó với Hiền và đây chỉ là một trong những bộ ảnh đó. Dường như tôi đoán ai đã cố tình làm việc này rồi. Đây là có những người đã cố tình lấy trộm những bức ảnh này của tôi năm xưa rồi mang ra gốc cây chụp lại rất có chủ đích để bôi nhọ chúng tôi. Các bạn ạ, các bạn làm vậy thì ảnh hưởng đến bọn tôi không sao. Nhưng các bạn làm như vậy sẽ tổn thương đến các con của chúng tôi và sợ vận vào chính các bạn và gia đình các bạn đấy. Không có đức cho con cháu của các bạn đâu. Tôi và Hiền từng rất yêu nhau. Chia tay nhau chúng tôi vẫn dành cho nhau sự tôn trọng và văn minh. Nhưng mọi cái đã kết thúc từ rất lâu rồi. Giờ đây, Hiền có bạn trai mới. Tôi rất mừng cho Hiền và tôi luôn nói với các con gái của tôi và phải động viên mẹ có người yêu cho mẹ vui. Đấy là từ phía tôi và tôi nghĩ Hiền cũng sẽ như vậy. Với tôi, câu chuyện về Thúy Hiền đã khép lại, nhưng không bao giờ không tôn trọng nhau. Bạn bè tôi chơi chung ai cũng biết điều này, vì có như thế nào thì tôi và Hiền cũng là bố mẹ của Bông, Nhon và tất cả đã ở phía sau.
Giờ đây với tôi đang có một gia đình hạnh phúc và tôi đang rất yêu vợ tôi. Và tất cả chúng tôi luôn muốn cố gắng làm sao chăm lo cho các con thật tốt và có một cuộc sống thật tốt, các bạn hiểu không? Sau thời gian trầm cảm vì sinh con, cuộc sống của Lan Phương và chồng Tây cao 2 mét thế nào? Lan Phương là nghệ sĩ có nhiều hoạt động nổi bật ở cả trong lĩnh vực phim truyền hình, điện ảnh, hài kịch và MC. Ngoài việc tên tuổi gắn liền với nhiều dự án lớn như Cô Gái Xấu Xí, Cả Một Đời Ân Oán, Tháng Năm Rực Rỡ, nữ diễn viên sinh năm 1983 còn nhận được hàng loạt giải thưởng tầm cỡ. Tuy sự nghiệp luôn thăng tiến trong từng giai đoạn, song cuộc sống đời tư của Lan Phương lại có rất nhiều thăng trầm. Từng trải qua nhiều mối tình gian dở với loạt bạn trai ngoại quốc, có thời gian Lan Phương còn lo ế khi mình bước sang độ tuổi ngoài 30. Nhưng cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi khi gặp chàng trai người Anh tên Duffy. Cả hai vô tình quen biết trong lúc Lan Phương đang ở Hà Nội quay phim. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Lan Phương đã ấn tượng với Duffy bởi sở hữu chiều cao 2m cùng tính cách khá hòa đồng, thân thiện. Còn chàng trai ngoại quốc lại phải lòng Lan Phương bởi ngoại hình xinh đẹp cùng sự dịu dàng, dễ thương. Sau vài tháng âm thầm hẹn hò, đến tháng 12 năm 2017, Lan Phương chấp nhận lời cầu hôn của anh. Không bận tâm nhiều về vóc dáng chênh lệch, văn hóa và ngôn ngữ, cặp đôi còn mong muốn gắn bó đến suốt đời. Cầu hôn chưa lâu, Lan Phương được nhiều người phát hiện đang mang bầu con đầu lòng. Để khẳng định mối quan hệ nghiêm túc, ngay giữa tháng 5 năm 2018, cô đưa người bạn đời đi đăng ký kết hôn. Và ngay sau khi trở thành vợ chồng hợp pháp, Lan Phương hạ sinh con gái đầu lòng nặng 3,3 kg bằng phương pháp sinh mổ tại Hà Nội. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của chồng, chỉ vài ngày sau khi làm mẹ, Lan Phương đã lấy lại được sức khỏe. Song rất ít người biết rằng, trong lúc phải tạm rời xa công việc để đảm nhận một thiên chức mới, Lan Phương không may bị trầm cảm trong khoảng hơn một tháng. Những lúc gặp áp lực nhất về mặt cảm xúc, cô chỉ biết khóc một mình nhưng không bao giờ nghĩ đến những hành động tiêu cực. Sức may có sự động viên của chồng và người thân, Lan Phương mới sớm trở lại trạng thái bình thường và rất vui vẻ khi gia đình có thêm thành viên mới. Hiện tại chỉ sau vài tháng sinh nở, Lan Phương nhanh chóng lấy lại được vóc dáng thon gọn và cô bắt đầu nhận lời tham gia các sự kiện, dự án phim phù hợp. Điểm Lan Phương cảm thấy tự hào nhất đó là cô được ông xã san sẻ công việc nhà và mọi nỗi buồn vui trong cuộc sống. Từng tiết lộ chuyện không giỏi việc nội trợ, bếp núc, nhưng nay Lan Phương được đích thân chồng nấu cho ăn, rửa bát những lúc rảnh rỗi. Dù công việc bận rộn, nhưng cô luôn nhận được sự yêu thương, san sẻ của ông xã ngoại quốc. Hot, Á hậu Hoàng Anh đã tìm thấy tình mới sau khi chia tay bất ngờ với Huỳnh Anh. Từng là cặp đôi đẹp của showbiz Việt, Huỳnh Anh, Hoàng Anh bất ngờ chia tay sau nhiều năm yêu nhau, khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Dù không còn đi chung lối, nhưng cặp đôi vẫn dành nhiều lời lẽ tốt đẹp cho đối phương trên báo chí. Không lâu sau khi chuyện tình cảm với Hoàng Anh tan đàn xẻ nghé, Huỳnh Anh chính thức công khai bạn gái mới. Trên trang cá nhân, nam diễn viên thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc ngọt ngào với bạn gái. Về phía Hoàng Anh, cô vẫn đi về lẻ bóng, tất bật với công việc và khá im ắng trong chuyện tình cảm. Thế nhưng mới đây, trên Instagram, Hoàng Anh bất ngờ chia sẻ về mẫu người đàn ông lý tưởng cũng như chuyện yêu đương. Dù từng trải qua cuộc tình không đi đến hồi kết, nhưng nữ diễn viên vẫn tin tưởng vào tình yêu và phái mạnh. Không những thế, người đẹp sinh năm 1990 còn tiết lộ cô đang tương tư một người. Chị đang tương tư ai hả? Fan dò hỏi. Đáp lại, nữ diễn viên thừa nhận. Phải nói sao ta? Đúng vậy. Bên cạnh việc xác nhận đang thầm thương trộm nhớ người khác, Hoàng Anh cũng không ngại công khai mẫu người đàn ông của mình. Chân thành, trung thủy, cầu tiến, lạc quan và yêu thương gia đình. Đặc biệt, khi nhắc đến chuyện quá khứ, người cũ có người mới làm sao để bớt đau lòng. Tình cũ Huỳnh Anh khẳng định đã không thuộc về nhau thì không nên nghĩ đến. Đã không thuộc về nhau nghĩ tới làm gì, hãy tập trung vào điều bản thân mình vui thôi em ạ. Cô tâm sự. Trước những lời chia sẻ của nữ MC và nhất là việc tiết lộ đang tương tư, người hâm mộ dấy lên nghi ngờ Hoàng Anh đang hẹn hò với một chàng trai giấu mặt. Từ sau cuộc tình với diễn viên Huỳnh Anh, Hoàng Anh càng kiệm lời và hiếm khi nhắc đến chuyện tình cảm. Nên việc nữ MC thừa nhận đang yêu khiến fan thêm tin tưởng cô đã tìm thấy một nửa của mình. Trước đó, khi được hỏi về lý do đường ai nấy đi, Huỳnh Anh cho biết Hoàng Anh là người chủ động chia tay nên cô lấy lại cân bằng nhanh hơn. Thực ra không phải do tôi lấy lại cân bằng lâu hơn, bởi vì thời gian sau chia tay tôi vẫn tiếp tục công việc của mình. Mình không thể kiểm soát được tinh thần của mình tốt 100% được, Huỳnh Anh bộc bạch. Đồng thời khi nhắc đến những dòng bình luận mong muốn nam diễn viên Cả Một Đời Ân Oán và nữ MC tái hợp, Huỳnh Anh khẳng định anh muốn làm chủ cuộc đời mình. Tôi là đàn ông, tôi muốn cầm trịch cuộc đời mình. Tôi không bao giờ muốn một người phụ nữ thích bỏ đi thì bỏ đi, thích quay lại thì quay lại.